xin chào các anh chị ở video này tôi xin chia sẻ một số thông tin tại sao cùng một giống môn cùng một cách chăm sóc nhưng màu sắc của lá lại khác nhau hai chậu môn này đều là giống môn dâu strawberry star tuy nhiên màu sắc của lá lại gần như hoàn toàn khác nhau một cây thì có những mảng màu trắng với gân xanh chỉ điểm một số điểm màu đỏ còn cây còn lại thì phần lớn là màu hồng. Xen vào đó là một số mảng màu trắng và gân xanh. Kèm với một số điểm màu đỏ đậm. Khi nhìn xa thì trông như hai giống môn hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên hai cây này được trồng từ cùng một củ. Và nguyên nhân chính ở đây có thể là do ánh sáng tác động đối với chậu môn dâu màu hồng Vị trí tôi trồng là bên dưới một lớp lưới. Lớp lưới này chỉ giảm đi khoảng 30 đến 40% ánh sáng. Đồng thời vào buổi sáng sớm, thì cây nhận được nắng trực tiếp từ khoảng 7 giờ đến khoảng 9 giờ. Khi cây môn dâu trồng trong điều kiện này, thì từ từ lá của cây sẽ chuyển sang màu hồng. Ở đây là một chậu môn dâu khác ban đầu lá cũng có màu trắng xanh tuy nhiên sau khi tôi chuyển sang vị trí này thì có thể thấy lá mới đã bắt đầu phát triển có tông màu hồng trong khi thì những lá trước đó vẫn còn màu trắng trong khi đó thì một số cây môn dâu được tôi trồng ở vị trí mát mẻ hơn không có nắng mặt trời trực tiếp rọi vào cây vào buổi sáng và cây được trồng ở bên dưới một lớp lưới đã giảm đi 70% ánh sáng. Ở đây có thể thấy các cây bông dâu này đa phần là có màu trắng với gân xanh. Điểm vào đó là một số mảng màu đỏ, chỉ có một số lá hơi ửng hồng. Và nếu như cây trồng ở vị trí mát mẻ hơn, thì khi đó những mảng màu xanh sẽ xuất hiện nhiều hơn đi kèm với một số chấm màu đỏ hồng. Do đó khi trồng cây môn dâu tây, tùy theo vị trí trồng mà cây sẽ có màu sắc tương đối khác nhau nếu như trồng ở vị trí có nhiều ánh sáng thì lá có xu hướng là có tông màu hồng. Nếu như cây được trồng ở bên dưới, một lớp lưới đã giảm đi khoảng 60 đến 70% ánh sáng thì cây sẽ có tông màu trắng xanh. Và nếu như mát mẻ hơn thì một số cây có xu hướng là chuyển sang màu xanh với mảng trắng là ít hơn. Trên đây tôi vừa chia sẻ một số thông tin về việc ánh sáng có thể ảnh hưởng đến màu sắc của cây môn dâu.